Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cống Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Mình quay ghe tàu vượt cống nha các bạn. Mà bữa nay xả nước lớn, có một chiếc ghe lúa từ từ lần lượt vượt qua nè các bạn. Mà ghe lúa chở rất khẩm luôn. Bữa nay nước mở cũng quá mạnh nha các bạn. Giờ nước hơi yếu yếu rồi, bắt đầu ghe lúa chuẩn bị đổ ra quá trời các bạn ơi. Mà vẫn còn chảy mạnh nha, mà nó hơi yếu hơn hồi nãy một tí. Vẫn tiếp tục là về chở lúa không nha các bạn.
mà chở rất khẩm luôn các bạn ơi. Cống lắc thấy ghê luôn các bạn ơi. Thank you.
qua thì nó